Mời các bạn nghe chuyện đại quản gia là ma hoàng chấp 750, 751, 752. Nhìn cảnh tượng nhộn nhịp kia, thạch cung phụng không khỏi nhếch khóe miệng, lộ ra đường cong ti dị. Một trưởng lão bên cạnh cũng khó hiểu, nhíu mày nói, thạch cung phụng, chuyện lớn như vậy. Ngài đây là, chính là bởi vì việc này trọng đại, cho nên chúng ta càng phải để tiểu tử kia làm mới được. Lão phu cũng không thể để cho hắn không làm ra nửa điểm động tĩnh liền chạy a à. ha ha. Nhẹ nhàng vuốt ve bộ dâu, tinh quang trong mắt thạch cung phụng chợt lóe lên cười nhạo ra tiếng chúng ta cũng không chỉ là đem một mình tiểu tử này trừ bỏ coi như xong việc mà còn phải đem phòng tạp dịch phòng tạp dịch tinh anh các loại cùng nhau diệt trừ mới là ưu tiên hàng đầu nếu không cháy rừng không thiếu rụi gió sân thổi lại sinh đây đều là hậu hoạn bây giờ vừa vặn chính hắn muốn chết muốn làm cho nó diệt vong tất trước tiên làm cho nó điên cuồng hừ hừ lông mày khẽ run lên tất cả mọi người đều không rõ ý lắm chỉ có đại trưởng lão tựa hồ nhìn ra một chút manh mối, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ thở dài ra tiếng. Lần này, tiểu tử này xem như thật sự phạm phải kiên kỵ. Đệ tử Ma Sách Tông nhận được mệnh lệnh, rất nhanh liền triệu tập cùng một chỗ, nhất là đám người khuê cương, nguyệt nhi, càng là chắc phàm tự mình triệu tới. Trong một thời gian, đệ tử đã tụ tập lại rậm rạp tràng chịt, chừng mấy vạn. Chắc phàm tùy ý kiểm kê một chút, lập tức mang theo mọi người xuất phát. Bỗng dưng, toàn bộ ma sách tông trong nháy mắt bị rời không, trở thành một tòa tử thành, chỉ còn không đến 100 lão đầu nhi lưu thủ trong đó. Nửa tháng sau, Khuê Lăng và Sương Nhi đang lo lắng chờ đợi tin tức của chắc Phàm, mắt thấy một tháng trôi qua vội vàng, chỗ sở khuyên thành sống chết chưa biết. Chắc Phàm bên kia cũng không biết tiến hành như thế nào, có thể chịu tới bao nhiêu nhân mã, bốn người đều giống như kiến trên chảo nóng, lo lắng vạn phần. Ầm ầm, bỗng nhiên, bầu trời phảng phất như mây đen bao trùm, sấm vang sấm giật, vang lên tiếng nổ lớn ẩm ẩm một mảng lớn mây đen hướng bọn họ áp tới cỗ uy thế cường đại kia mặc dù là cách trận pháp ẩn tức cũng làm cho bọn họ nhịn không được khí tức chậm lại dương mắt nhìn lại đã thấy đó đâu phải là mây đen rõ ràng là bóng người đen đặc một mảnh đang đánh úp về phía bọn họ đại khái đếm qua chừng mấy vạn mà người đứng đầu dẫn đầu phi hành lại chính là chắc phàm không thể nghi ngờ đồng tử nhịn không được hung hăng co rụt lại khuê lang không khỏi cả kinh thất sắc lẩm bẩm nói trời hạ à, Chắc quản gia hắn đem toàn bộ cao thủ tổng môn chuyển tới sao, làm sao có thể có nhiều nhân mã đến để giúp chúng ta cướp nữ nhân như vậy. Đúng vậy, địa vị của chắc phàm ở ma sách tông cao như vậy sao? Tông chủ các ngươi dĩ nhiên vì hắn, toàn tông xuất động, cùng huyền thiên tông chúng ta đại chiến. Không khỏi chớp chớp đôi mắt to ngập nước, đan nhi tựa hồ cũng bị một màn trước mặt làm cho sợ ngây người, không thể tin. Hai người xương nhi thì vẻ mặt hương phấn, trên mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, ở Tây Châu, có thể lấy lực một người, mang ra đội hình lớn như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có một mình chắc phàm. Bởi vì những người khác không phải là không có quyền lực này, mà là không có điển cuồng như vậy, sẽ vì một nữ nhân làm ra chuyện mạo hiểm thiên hạ như thế, dẫn động tông môn đại chiến. Những chắc phàm chính là tùy hứng như thế. Vừa, một đạo tiếng phá không vang lên, chắc phàm dẫn đầu hạ thân thể, bọn khuê lang nhìn thấy, vội vàng tiến lên nghênh đón, vẻ mặt kích động, chắc quản ra. Mặt mũi của ngài quá lớn, Tông chủ dĩ nhiên vì ngài xuất động trận chiến lớn như vậy, tiểu nhân đi theo ngài, quả thực thụ sủng nhược kinh A. À. Xuyệt. Nhưng mà, khu lang còn chưa dứt lời, chắc phàm đã làm ra một cái thủ thế im lặng, nhớ mày nói. Đừng quá lớn tiếng, đây không phải là tà vô nguyệt phái, hắn vừa vặn không có ở đây, ta tự tiện kéo tới. A, à, không khỏi sửng sốt, ót khuê lang trong nháy mắt toát ra đầy mồ hôi lạnh. Còn nữa, đám người này cũng không biết ta kéo bọn họ đến làm gì người trong chốc lát cái gì cũng đừng nói, ta đến cùng bọn họ giải thích. Khẽ nhíu mày với bốn người, chắc phàm bất giác cười nhạo một tiếng. Nhưng bọn khuê lang lại hoàn toàn sợ ngây người, nhất là khuê lang, toàn thân đã sợ hãi run rẩy không thôi. Chắc quản gia, ngài cái gì cũng không nói với bọn họ, liền đem bọn họ lừa đến nơi này. Chờ đến khi bọn họ biết chúng ta là để cho bọn họ đi giúp chúng ta cướp nữ nhân, đám hung thần ác sát này há có thể không đem chúng ta nuốt sống sao. Bỗng dưng, vẻ mặt của khuê lang đáng chát, đều sắp khóc tới nơi trong số những người tới còn có sư phụ hắn vốn sư phụ hắn luôn phản đối hắn cùng hàn thiên ảnh lần này biết vì thiên ảnh cư nhiên muốn phát động hai tông đại chiến không biết lại tức giận đến trình độ nào tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn chắc phàm vỗ vỗ vai hắn nói muốn cứu nữ nhân của ngươi sao muốn muốn bao nhiêu vượt lửa quá sông không chối từ khuê lang trịnh trọng nói khẽ gật đầu chắc phàm bất giác cười khẽ một tiếng cái này không phải là xong rồi sao, lát nữa nhìn ta. Trong mắt hiện lên một đạo tinh quang cơ trí, chắc phàm quay đầu hướng những tông môn trưởng lão cung phụng đang từng bước hạ xuống đi tới, trên người tràn đầy khí phách không ai bị nổi. Nhìn bộ dạng của hắn như thế, tất cả mọi người đều ngẩn người, nhất là khuê lang, hắn tựa hồ hiện tại mới nhận ra, chắc phàm cùng bọn họ bất đồng. Bọn họ cho dù đã kiên định đến đâu, cũng sẽ có đủ loại thời điểm do dự, nhưng chắc phàm nhận định con đường sẽ đi xuống. Cho nên chắc phàm hiện tại lấy thân phận một đệ tử thống lĩnh hơn phân nửa trưởng lão cùng cung phụng ma sách tông khụ 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 hơi hắng giọng chắc phàm lạnh lùng nhìn về phía tất cả trưởng lão cung phụng ở đây một cỗ uy nghiêm không ai bì nổi tự nhiên phát ra các vị chúng ta trước tiên dừng chân ở chỗ này bởi vì ta nhất định phải làm cho các vị hiểu được chúng ta đi huyền thiên tông là làm gì mọi người trong lòng có một sự chuẩn bị cũng tiến hành động lông mày nhịn không được run lên trong lòng mọi người đồng loạt lột bột một chút sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trang Vốn bọn họ suy đoán lần này cao thủ toàn tông xuất động đã là không tầm thường, nhưng hiện tại, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của chắc Phàm, trong lòng không khỏi càng thêm trầm hơn một chút, tựa hồ tình thế lần này quả thật rất nghiêm trọng a. À. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm chắc Phàm không buông, không nói một lời. Mục đích lần này chúng ta đi tới Huyền Thiên Tông là. Ánh mắt hơi híp lại, chắc Phàm trầm ngâm một chút, đột nhiên đồng tử ngưng tụ, hét lớn thành tiếng, đánh hạ Huyền Thiên Tông, hảo hảo giáo huấn bọn họ một phen cái gì không khỏi cả kinh lúc này mọi người không thể tưởng tượng nổi kêu to ra tiếng nhất là đám người bạch cung phụng đứng đầu lại càng khó có thể tin nói chắc quản ra cái này việc này có chút thái quá a à, giữa chín tông chỉ có thể ma sát một chút không ảnh hưởng toàn cục nhưng nếu nói công kích tổng môn không có một lời giải thích hợp lý thế nhưng tuyệt đối không nói nổi a à. đến lúc đó song long viện có khả năng cũng sẽ chen chân vào phạt nặng tông môn trách nhiệm này dù là ai cũng không gánh nổi cho dù là tông chủ cũng giống như vậy à? Bất giác sờ sờ mũi, chắc phàm từ chối cho ý kiến. Lý do? Chẳng lẽ nói là vì lão tử cướp nữ nhân sao? Loại lý do này, ai con mẹ nó chịu vì lão tử đi bán mạng. Chắc quản gia, cái này thật sự là ý của tông chủ. Thích cung phụng nhìn thoáng qua Khuê Lang ở xa xa, hiểu rõ nguyên nhân sự việc, tựa hồ đã đoán được một ít manh mối, bất giác lên tiếng hỏi, nếu tông chủ không có lý do chính đáng, chúng ta vẫn nên dẹp đường hồi phủ coi như chuyện gì cũng không phát sinh đi. Nếu là xảy ra chuyện, châm lửa thiêu thân, trong chúng ta, dù là ai cũng gánh vác không nổi. Nhìn chắc phàm thật sâu, thích cung phụng dường như có ý chỉ, cũng có ý khuyên nhủ. Giống như đang nhắc nhở chắc phàm, chắc quản gia, một người phụ nữ mà thôi, không đáng mạo hiểm lớn như vậy. Chúng ta hiện tại dùng tay còn kịp, chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì là được rồi, miễn cho cuối cùng đem chính mình bồi vào. Thích cung phụng nói lời này, vốn là có ý tốt, cũng không vạch trần ý đồ của chắc phàm xem như để lại thể diện lớn nhất cho hắn nhưng chắc phàm là ai dễ dàng buông tha như vậy sao bất giác lạnh lùng cười chắc phàm hừ nhẹ một tiếng một đôi điện mang hung hăng nhìn lướt qua mọi người lạnh như băng nói các ngươi biết vì sao khi còn ở tông môn ta không nói ra lý do dẫn các ngươi đi chính là bởi vì sợ phe thạch cung phụng sẽ có rất nhiều trở ngại đối với việc tấn công huyền thiên tông vì sao bởi vì bọn họ sợ nếu trận chiến này bại tất cả những gì bọn họ có đều sẽ tan thành mây khói. Nhưng chúng ta không sợ, bởi vì chúng ta đã làm từ không đến có. Tất cả những gì chúng ta có, đều ở sau này, không phải bây giờ. Thân thể bất giác chấn động, mọi người liếc nhau một cái, đều là vẻ mặt nghiêm trang. Nhất là những đệ tử phòng tạp dịch kia, càng là mặt đầy vẻ kinh ngạc. Trận chiến song long hội lần này, có rất nhiều chi tiết, ta không để cho ba vị cung phụng nói cho các vị, chính là sợ chư vị xúc động mà hành sự. Thở một hơi thật dài, chắc phàm đột nhiên trở nên thương cảm, Kỳ thật, chiến tích lần này của chúng ta đáng lẽ đạt tới vị trí cao hơn. Cũng là bởi vì huyền thiền tông này tính kế chúng ta, chúng ta cá nhân chiến thất bại mới tiếc nuối vô duyên với thượng tam tông. Cái gì? Có chuyện gì vậy? Không khỏi ngẩn ra, các trưởng lão cung phụng tất cả đều bắt đầu trâu đầu ghé tai, trên mặt tràn đầy tức giận. Chắc phàm liếc dương sát một cái, hét lớn thành tiếng, dương sát cung phụng, ngươi nói có đúng hay không? Vâng, vâng. Đầu không khỏi co rụt lại, dương sát vội vàng gật đầu kỳ thật chuyện này vẫn là chắc phàm cùng mọi người thương thảo đè xuống trở về báo hỉ không báo yêu đem công tích mở rộng đây là ý nghĩ của bọn dương sát chắc phàm thì không muốn vì chuyện này mà liên lụy đến sở khuyên thành nhưng không nghĩ tới huyền thiên tông dĩ nhiên xuống tay với sở khuyên thành hắn vì lôi kéo cừu hận cũng đem việc này tiết lộ dương sát không rõ nguyên nhân vội vàng tùy thanh ứng hòa sắc mặt âm trầm đến đáng sợ chắc phàm nghiến răng nghiến lợi nói sau khi tông chủ nghe được việc này rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng huyền thiên tông này trước kia cũng giống chúng ta đều thuộc hạ tam tông hiện tại chúng ta lập tức sẽ bước vào trung tam tông chẳng lẽ còn không thể hảo hảo nhục nhã khinh bỉ bọn họ một trận sao cho nên tông chủ phái ta đi ra ngoài một tháng đến chỗ bọn họ phải hảo hảo lăng mạ bọn họ một phen cũng chính là đi đúc sắt một chút dương dương uy tông chúng ta mọi người bừng tỉnh đại ngộ thì ra chắc quản gia rời đi không phải giống như lời đồn bên ngoài rời khỏi ma sách tông mà là phụng mệnh tông chủ đi dương oai nhưng mà ngay sau khi ta đi tới huyền thiên tông cũng là có trọng đại phát hiện nhưng mà chắc phàm chuyển đề tài tiếp tục lừa gạt nói bọn họ lại muốn liên hợp thiên hành tông trung tam tông liên thủ chèn ép chúng ta âm thầm hạ độc thủ với chúng ta nghe được tin tức này ta lập tức hướng tông chủ bẩm báo trong lúc đó còn bị hai trưởng lão của bọn họ đuổi theo muốn giết ta diệt khẩu bất quá thực lực của ta quá mạnh tự nhiên đem bọn họ phản sát cái gì lần này chúng trưởng lão cung phụng nhất thời nổ tung tức giận ngút trời. Huyền Thiên Tông này cũng quá con mẹ nó làm càn, ở song lòng hội ẩm chúng ta một phen còn chưa tính, hiện tại lại muốn giết công thần chúng ta, quả nhiên nên hảo hảo giáo huấn mới đúng. Bằng không, bọn họ còn tưởng rằng ma sách tông chúng ta dễ khi dễ. Nhìn thấy từng khuôn mặt nổi giận đùng đùng này, chắc phàm trong lòng cười thầm, cuối cùng bắt đầu vì hành động này chính danh. Tông chủ nghe nói việc này cũng là giận dữ không thôi, hận không thể tự mình tới cửa giáo huấn bọn họ. Nhưng các ngươi cũng biết, Tông chủ hiện tại đang cùng các đại đế quốc thương lượng đại sự, loại thời điểm mấu chốt này, nếu là bị hai tổng chèn ép, tất sẽ ảnh hưởng đến danh dự của chúng ta. Cho nên, Tông chủ chỉ thị chúng ta tiến hạ thủ vi cường, chúng ta không làm được. Thiên Hành Tông còn muốn làm tiểu đệ hắn sao? Kết quả là, Tông chủ giao lệnh bài cho ta, để cho ta toàn quyền phụ trách việc này. Mặc dù mạo hiểm bị Song Long viện chen chân trong phạt, cũng phải đánh ra thanh uy cho chúng ta. Chúng ta đã là trung tam tông không thể bị người của họ Tam Tông khi dễ nữa. Trận chiến này chính là một trận chiến đặt địa vị của Trung Tam Tông chúng ta, chỉ cần Huyền Thiên Tông bất diệt Tông, chúng ta bị phạt nặng thì như thế nào. Lúc ấy ta đã tỏ vẻ, không cần hai ngàn thánh linh thạch của ta, toàn bộ trả lại cho song Long Viện, cũng phải giúp Tông ta dưỡng danh Tây Châu. Tốt, chắc quản gia thân là Tông môn đệ tử, nhưng nghĩa bạc vân thiện. Người đã nói vậy, chúng ta còn gì để nói nữa chứ? Làm, làm chết hắn. Chắc phàm vừa dứt lời, Lập tức có người hét lớn một tiếng, vỗ tay tán thưởng. Ngay sau đó, tất cả mọi người quân tình kích động, tiếng sát trấn thiên, một bộ muốn đem Huyền Thiên Tông đuổi tận giết tuyệt. Khuê Lang ở một bên nhìn, cũng hoàn toàn trợn tròn mắt, chắc quản gia thổi lung tung một trận, vậy mà thật sự làm cho đám lão gia Hỏa Tông môn kia chiến ý vọt lên đỉnh điểm. Hiện tại cho dù tông chủ đột nhiên hạ lệnh để cho bọn họ hồi tông, bọn họ phòng trừng cũng không làm, thì phải đem Huyền Thiên Tông dẫm đến cùng mới được. Chỉ là bọn họ thật sự không cách nào tin được, đám lão gia hỏa này cũng là những lão gia hỏa mưu tính sâu xa, sao lại dễ dàng bị chắc phàm dễ dàng lợi dụng như vậy. Thế nhưng, bọn họ nào biết được, chắc phàm vừa mới một phen cổ động chính là sử dụng công tấm chi thuật. Nếu muốn làm cho người ta cam tâm tình nguyện bán mạng cho ngươi, có lợi là tất yếu, đập phá cướp thiếu huyền thiên tông, đó chính là chỗ tốt. Mặt khác, cần một lý do chính đáng, lệnh của tông chủ, chính là lý do chính đáng nhất. Thứ hai, có người đứng ra bôi xấu người khác. Chắc phàm phụ trách toàn bộ sự việc, còn nói muốn đem 2.000 thánh linh thạch ra làm việc này, rất rõ ràng là hắn sẽ chịu trách nhiệm. Cuối cùng, chính là đồng thanh công khí, cùng căm giận cừu địch, đem cảm xúc của mọi người vượng dậy. Tất cả mọi thứ, chắc phàm đều làm được, các trưởng lão cung phụng không còn lo lắng, mặc dù trong lòng có nghi ngờ, cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì lo lắng của bọn họ, chắc phàm đều đã giúp bọn họ nghĩ đến, cũng giải quyết giúp bọn họ. Việc tiếp theo bọn họ phải làm chính là dưới sự chỉ huy của chắc phàm, giúp hắn cướp lại nữ nhân là được. hô thở ra một hơi thật dài, khóe miệng chắc phàm xẹt qua một đường cong quỷ dị. Đan Nhi nhìn hết thảy, đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Thì ra miệng đầy chạy xe lửa, đem những thứ không nói thành có, cũng có thể triệu tập nhân mã, hỗ trợ cứu người a. À. Ai, nếu không phải biết một chút nội tình, ngay cả lão phu cũng phải tin lời hắn nói, nói giống như thật, ha ha. Bất đắc dĩ lắc đầu, thích cung phụng cười khổ một tiếng. Dương sát bất giác nhíu nhíu mày, Kỳ quái nói, lệnh bài kia không phải là tiểu tử này dùng để chấp trung tham gia đệ tử song long hội sao. Như thế nào lại biến thành vô nguyệt để hắn công kích huyền thiên tông nên mới cho hắn. Dương sát trong lòng hồ nghi, trên mặt đều là nghi hoặc. Mấy đệ tử khác từng tham gia song long hội cũng nghe ra sơ hở trong đoạn phát biểu kích động này. Bất quá bọn họ đều là người của chắc phàm, cũng không đi vạch trần hắn. Thoáng chốc, đông đảo cao thủ ma sách tổng lúc trước vẫn là một mảnh mẽ mang, lúc này đã là quần tình kịch liệt. Tiếng hô giết một mảnh, sát ý đã triệt để bị đốt lên chỉ đợi mang bọn họ giết về phía huyền thiên tông là được mắt thấy đã không cách nào ngăn cản quyết ý của chắc phàm thích cung phụng trầm ngâm một chút hô to thành tiếng vẫn là đề nghị mang tính xây dựng đi liền kêu lên chắc quản ra huyền thiên tông cùng ma sách tổng chúng ta quy mô không sai biệt lắm nhưng chúng ta hiện tại cũng không phải hoàn toàn xuất động toàn tông đối phương lại là tác chiến trên sân nhà còn có kết giới làm chỗ dựa chúng ta muốn đánh hạ nơi đó sẽ rất khó khăn a à. nghe được lời này mọi người cũng chậm lại, nhất thời dừng lại ồn ào, ngưng mi trầm tư. Thích cung phụng nói đúng, đích xác là như vậy. Lông mày khẽ run lên, khóe miệng chắc phàm xẹt qua một đường cong thần bí, đúng lúc này, xa xa trong hư không, lại từng mảnh mây đen đè ép về phía bọn họ. Đồng thời còn có một đạo thanh ấm quen thuộc đã lâu không gặp vang vọng bên tai hắn, cha đại ca, chúng ta tới giúp người. Ai? Lông mày run lên, người ma sách tông đồng loạt quay đầu nhìn lại, đã thấy xa xa đồng dạng một mảnh nhân mã liếc mắt nhìn không thấy cuối, đang cấp tốc bay tới chỗ bọn họ. Người cầm đầu khuôn mặt tuấn lãng, đại khái trên dưới 20, lại là anh khí bức người, rất có phong cách vương giả. Chắc phàm nhìn người nọ dần dần đi tới, sắc mặt bất giác nhu nhu, khẽ cười ra tiếng, lớn lên rồi, Vân Hải. Đúng vậy, đây chính là Lạc Vân Hải, không ngại vạn giảm xa, từ trong lãnh thổ thiên vũ đế quốc cấp tốc chạy tới. Một mũi xuyên vẫn tiễn, thiên quân vạn mã tới gặp nhau. Tinh quang trong mắt chợt lóe, Chắc phàm nhìn về phía mọi người ở đây không khỏi cười to một tiếng nói, ha ha ha. Hiện tại nhân thủ của chúng ta đã đủ, hai đội ngũ của lão tử, xem như là hội sự thắng lợi. Siêu siêu siêu, từng đạo bóng đen như mưa sao băng đập xuống, Lạc Vân Hải dẫn đầu đi tới trước mặt chắc phàm, nhìn vào khuôn mặt quen thuộc, vẻ mặt kích động nói, chắc đại ca, đã lâu không gặp, gần đây tốt chứ, cũng không tệ lắm. Khóe miệng xẹt qua một đường cong vui vẻ, chắc phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai Lạc Vân Hải, Nhàn nhạt, nhạt gật đầu một cái, khen ngợi, rất tốt, có khí độ của người đứng đầu một nhà, vậy ta liền yên tâm. Nghĩ đến lạc gia ở trong tay ngươi, hẳn là quản lý thuận lợi. Chậm rãi lắc đầu, Lạc Vân Hải về mặt khiêm tốn nói, nơi nào đều là nền tảng tốt do trác đại ca lưu lại. Có ba người gia cát quản gia chăm sóc, gia chủ như ta ngược lại không có nhiều tấm để lo. Ha ha ha, người đứng đầu một nhà, thủ đoạn lớn nhất chính là trị người dụng nhân, nếu trong nhà mọi chuyện người đều phải kho người vậy gia chủ ngươi chính là không đủ tư cách à. Cười lắc lắc đầu, chắc phàm vẻ mặt cảm thán nói. Ba người gia cát trường phong, được xưng là thiên vũ tam đại trí tinh, cũng không phải kêu vô ích. Có bọn họ phụ TAO bên cạnh ngươi, ta đích xác không có gì phải lo lắng. Lông mày bất giác run lên, Lạc Vân Hải trong lòng nóng nảy nói, nhưng chắc đại ca, ta vẫn hy vọng ngài có thể trở về. Vị trí của đại quản gia Lạc Gia vẫn để chống cho ngài, cho dù là gia cát quản gia, hắn cũng tự nhận mình không dám vượt qua, chỉ làm nhị quản gia, giữ lại chỗ cho ngài, khi nào ngài mới trở về. Ta trở về, còn làm đại quản gia sao? Những mày, chắc phàm tà dị nhìn về phía Lạc Vân Hải, cười đùa, giá trị hiện tại của ta đột nhiên tăng vọt, nếu thuê ta trở về. Không khỏi sừng sốt, Lạc Vân Hải nhìn chắc phàm thật sâu, cũng mập mờ chớp chớp mắt, hắc hắc hắc. Chỗ trống của tỷ phu, ta cũng để dành cho ngài, nếu không. Ách, quên đi, ta vẫn nên làm đại quản gia đi. Bất giác bật cười một tiếng, Chắc phàm bất đắc dĩ lắc đầu, ta đã có thể tử, lần này ta phát ngọc giản gọi các ngươi đến trợ trận. Chính là nghĩ biện pháp cứu phu nhân ta ra, sau đó chúng ta cùng nhau trở về lạc gia. Thật sao? Trước mắt không khỏi sáng ngời, lạc vân hải nhất thời mừng rỡ. Đúng lúc này, một thanh âm có chút thu kịch khác cũng đột nhiên vang lên phía sau hắn, chắc quản gia, ngài rốt cục cũng muốn trở về, chúng ta ngóng trông giờ khác này đã rất lâu rồi. Trong lòng vừa động, chắc phàm dương mắt nhìn lại, đã thấy một khuôn mặt quen thuộc đang dưng dưng nhìn mình, chính là tâm phúc số một của mình, lệ kinh thiên không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, hắn đã là cao thủ hóa hư lục trọng, một thân khí thế cường hãn, bởi vì kích động mà không ngừng tản mát ra bên ngoài. Trực tiếp đem một ít tu giả thực lực nhỏ yếu, bước đến gấp gáp lui về phía sau. Mà bên cạnh hắn là cưu viêm hải, tuyết thanh kiến, thiên địa nhị thánh và các lão bằng hữu khác. Còn có hơn 10 cao thủ hóa hư, tuy rằng lạ mặt, nhưng ánh mắt nhìn về phía chắc phàm cũng là rất cung kính. Lệ lão, các vị, đã lâu không gặp, lần này nhận được sự tương trợ. Nhìn bọn họ thật sâu, chắc phàm cung kính ôm quyền, cảm kích nói. Vội vàng không người ôm quyền hoàn lễ, tất cả mọi người đồng loạt nói, chắc quản gia khách khí, đây là bổn phận của chúng ta. Tốt, như vậy làm phiền các vị theo ta xông vào huyền thiên tông. Ánh mắt ngưng tụ, chắc phàm lại ôm quyền, hét lớn ra tiếng. Người lạc gia cũng đồng loạt kho người, thanh chấn thương khung, muôn lần chết không chối tử. Trong lòng bất giác dùng mình, Tất cả người của Ma Sách Tông về mặt kinh dị nhìn những người này, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Những người này là ai? Trong đó rõ ràng chỉ có không đến 40 cao thủ hóa hư, nhưng lúc chắc phàm nói với bọn họ đi đánh hạ Tông Môn. Vậy mà không có một người nào có một tia do dự, tất cả đều là sắc mặt khẳng khái hy sinh vì nghĩa, không chút để ý đến an nguy của mình. Mặc dù Ma Sách Tông bọn họ muốn đánh một trận này, đều phải nhìn trước ngó sau rất nhiều, như những người này, ánh mắt hơi híp lại một chút, mọi người lại nhìn sắc mặt nghiêm túc của Trác Phàm, nhìn qua lại giữa hai người một lúc lâu, đều là vẻ mặt kính nể thở dài một hơi. Đây chính là người nhà của Trác quản gia đi, quả nhiên tín nhiệm lẫn nhau, giống như kim tỏa, ngàn năm không tan. Bọn họ không hỏi Trác Phàm vì sao phải đánh, đánh như thế nào, thực lực đối phương như thế nào, chỉ là Trác Phàm nói một câu, liên toàn lực ứng phó ủng hộ hắn như thế. Có thể thấy được trong suy nghĩ của bọn họ, hắn có địa vị cao quý như thế nào. Khó trách vị Trác quản gia này, tình nguyện buông tha tiền đồ tốt đẹp tại Ma Sách Tông, cũng muốn về nhà. Cái nhà này, thật đáng giá ha. Nhìn nhau một cái, đám người dương sát và thích cung phụng đều thở dài, vẻ mặt tán phục. Lão cha. Bỗng nhiên, trong bầu trời, lại là một tiếng đồng âm non nớt hiện ra, mọi người ngẩn ra, đồng loạt nhìn lại. Đã thấy một đạo hồng mang chợt lóe rồi biến mất, trong nháy mắt xuất hiện trước mắt bọn họ, lại là một hài đồng non nớt 6-7 tuổi. Chỉ bất quá, một hài đồng như vậy, lại có thể lăng không phi hành, hơn nữa khí thế cường đại mơ hồ tàn mát ra lại để lộ ra việc hắn đã là một vị cao thủ hóa hư không khỏi làm cho người ma sách tông nhao nhao hoảng sợ tiểu tử này tu luyện như thế nào vậy a à, cũng quá nghịch thiên đi chỉ có chắc phàm và người lạc gia mới biết được đây là đệ nhất quái vật tại thiên vũ bọn họ bất bại ngoan đồng cổ tam thông chắc phàm mạnh hơn nữa cổ quái đến đâu cũng chỉ có thể xếp thứ hai bất quá chuyện này có quan hệ gì bọn họ là cha con a à? lão cha phúc một tiếng trầm đục vang lên cổ tam thông thẳng tắp đụng vào trong ngực chắc phàm hưng phấn kêu to chắc phàm cũng hơi gật đầu khẽ cười nói tiểu tử cuối cùng ngươi cũng tới ta còn sợ lão ra hỏa kia không cho ngươi đi làm sao có thể cho dù đại bá không cho ta đi lão cha có việc ngọc giản truyền tấn ta có trốn cũng phải chạy tới hát bất giác cười đùa một tiếng cổ tam thông tựa hồ đã lâu không gặp chắc phàm lăn lộn trong ngực hắn không chịu đi ra chắc phàm cũng vui vẻ với niềm vui của cha con đùa giỡn với hắn, cười đùa không ngừng. Thế nhưng, tất cả người ma sách tông nhìn hết thảy, đã trợn tròn mắt. Quái vật chắc phàm, vậy mà còn có một đứa con trai 6-7 tuổi đã đạt tới hóa hư cảnh. Điều này, đây thật sự không phải là cả nhà quái thai. Cười khổ lắc đầu, trong lòng mọi người đều không rõ nguyên nhân gì. Đột nhiên, cổ tam thông nghi hoặc một tiếng, chỉ vào thiên địa nhi thánh nói, vì sao hai người các ngươi còn chưa chết. Lúc trước trái tiểu gia thật khó chịu, lại còn dám xuất hiện trước mặt tiểu gia, xem tiểu gia giết chết các ngươi như thế nào ừ sau một tiếng quát giận dữ cổ tam thông muốn lao ra khỏi ngực chắc phàm đi dẫm chết hai thiên địch này thiên địa nhi thánh trong lòng căng thẳng bất giác vội vàng lui về phía sau một bước trong nháy mắt đầu chảy đầy mồ hôi lạnh thực lực của tiểu quái vật này bọn họ chính là rất kiên kỳ a à. tiểu tam tử bọn họ là người của ta hơn nữa ta cũng đã giúp người giáo huấn bọn họ ân oán trước kia quên đi may mà chắc phàm vẫn nắm lấy cổ tam thông vội vàng lên tiếng giải thích. Không khỏi ngần ra, cổ tam thông nhìn chắc phàm một chút, lại nhìn thiên địa nhi thánh một mực, mực không ngừng gật đầu, cuối cùng hiểu rõ gật đầu. Hừ, coi như các ngươi thông minh, đầu nhập vào cha ta, nếu không phải nhìn mặt mũi cha ta, sổ sách trước kia, hừ hừ hừ. Lạnh lùng cười cười, cổ tam hướng về phía thiên địa nhi thánh dơ nắm đấm lên thị uy, hai người kia thấy vậy thì nhìn nhau một chút, đều cười khổ liên tục, trong lòng than thở. Tiểu tổ tông, trước kia đều là người khi dễ chúng ta có được hay không, còn luôn là một bộ dáng thịnh khí lang nhân, tìm chúng ta tính sổ, giống như cha ngươi, không nói lý lẽ. Không, so với cha ngươi còn không biết nói lý lẽ hơn. Khóe miệng không khỏi trễ xuống, thiên địa nhi thánh bất đắc dĩ nhìn hai cha con này, tuy rằng chỉ là nghĩa phụ tử, nhưng tâm tính này thật đúng là tương thông. Được rồi, bớt nói nhảm, chúng ta nên thảo luận một chút làm thế nào tấn công huyền thiên. Tông, rốt cục, sau một phen cửu biệt gặp lại vui đùa ẩm ý, chắc phàm sắc mặt nghiêm túc, tiến vào chính đề. Vân Hải, người mang theo bao nhiêu người đến? Trịnh trọng ôm quyền, Lạc Vân Hải thản nhiên nói, ngoại trừ thiên vũ tứ hổ thủ vệ biển cảnh. Nhiệm lão luyện đan, ra các quản gia ba người mỗi chức vụ ra, tất cả chiến lực của Lạc Minh, ta đều đã mang đến. Trong đó 50 cao thủ hóa hư, 5.000 thần chiếu cảnh, 10 vạn phi hổ quần đều đã đến đông đủ. Nghe được lời này, đông đảo trưởng lão của ma sách tông cung phụng bất giác cứng lưỡi. Một gia tộc thể tục, cư nhiên có thể triệu tập tu giả hóa hư, còn có 5.000 thần chiếu cảnh, quả thật khó có được a. À. Đây chính là đại lý của chúng ta ở thiên vũ sao, thật sự đủ châu bò. Được, cứ như vậy, nhấn thủ trinh lệch coi như bù đắp. Như vậy kế tiếp, chính là nên làm thế nào? Để tránh được ưu thế sân nhà của đối phương, thẳng quấy phá Hoàng Long. Tinh mang trong mắt chợt lóe, chắc phàm vẫy vẫy tay với chủ sự song phương, mọi người liền tề tụ cùng một chỗ, nghe bí sách của hắn. Mắt tất cả mọi người không khỏi sáng ngời, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trác phạm Hai tháng sau, trong một gian bí thất âm u tại Huyền Thiên Tông, nhưng nghe cạch cạch khẽ vang lên, xích xiềng ngoài cửa bị mở ra, cửa sắt nặng nề bị chi nha một tiếng mở ra. Một vị công tử sắc mặt tà dị, thân mang theo ý la, bước chân đi tới nơi âm u này, lại chính là thiếu chủ Huyền Thiên Tông, Tuyên Thiếu Vũ không thể nghi ngờ. Tại nơi ấm u này, có ba nữ tử đang ngồi trên mặt đất, ngoại trừ Sở Khuynh Thành và hai người thủy nhược hoa ra, còn có một thiếu phụ trên dưới 30 tuổi, Mi nhược viễn đại, mặt như hoa. Đào, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn không mất phong vận. Thiên ảnh sư tỷ, ngươi nói xem, ngươi cần gì phải làm như vậy chứ? Khóe miệng xẹt qua vẻ tà dị, Tuyên thiếu Vũ cười nhạo một tiếng nói, kỳ hạn cấm túc diện tích 20 năm của ngươi sắp hết, hết lần này tới lần khác lại muốn nhảy vào việc này. Ngươi đã không còn là xử nữ, ta cũng sẽ không muốn máu xử nữ của ngươi, cần gì phải sinh nhiều chuyện như vậy. Dương mắt liếc mắt nhìn hắn, thiếu phụ kia bất giác cười lạnh một tiếng nói, Thiếu Vũ, ngươi là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, vốn nghĩ ngươi sẽ cùng phụ thân người không giống nhau, nhưng không nghĩ tới a. À. Than ôi, tấm ma của ngươi còn nặng hơn phụ thân người. Nhưng phụ thân ngươi là vì thương con nên sốt cột, còn ngươi, tại sao người lại làm như thế? Phụ thân ta, Tông chủ Huyền Thiên Tông, không phải là sự phụ ngươi sao? Ngươi nói như vậy, tựa như không nhận sự phụ. Bất giác hừ nhẹ một tiếng, Tuyên Thiếu Vũ từ chối cho ý kiến, cười cười, sau đó nhìn thật sâu về phía dung nhan tuyệt thế của Sở Khuyên Thành có chút mê say nói, tất cả những thứ này của ta, toàn bộ là vì tình yêu. Khuynh thành sư muội, kỳ hạn nửa năm đã đến, người nọ còn chưa tới, ngươi nên thực hiện lời hứa của ngươi đi. Yên tâm, ta sẽ không hút nguyên thần ngươi, lần này ta nhất định có thể nhịn xuống. Ta vẫn muốn cùng người, bầu bạn đến khi bạc đầu. Lông mày khẽ nhướng lên, sở khuynh thành khẽ liếc hắn một cái, sâu kín lên tiếng, hắn sẽ tới, nếu hắn nói nửa năm trả lời cho ta, hắn nhất định sẽ đến. Nếu như hắn không đến, vậy nhất định là bị các ngươi ngăn trở. Ta sẽ tiếp tục chờ đợi cho đến khi hắn đến với ta. Hừ, chính mà bất lưỡng lập, hắn chỉ là một tên ma đạo tiêu tiểu, sao dám vào tông môn chính đạo ta. Ma, ha ha ha, ta không biết người đang nói về ai. ngẩng đầu liếc hắn một cái, hàn thiên ảnh châm chọc ra tiếng. Sắc mặt nổi giận, hai tay tuyển thiếu vũ bất giác nắm chặt, sát ý trong mắt đã trần trụi lóe lên. Nhưng còn không đợi hắn động thủ, một đệ tử đã hoảng hốt chạy tới, không người bẩm báo, thiếu chủ, ngoại tông có người cầu kiến, người nọ nói hắn tên là chắc phàm, ma sách tông.